nghiêng thôi. Ông Nguyên xin kính chào khách. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2017, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ trường kỳ phục vụ mục đích Trung Quốc do hai khách hàng ở bên Thủy Nguyên Hải Phòng đến cơ sở 2 đối với Thủy Nguyên ký duyệt toàn bộ bộ trường kỳ mục đích Trung Quốc có 3 món 2 chiều dài 1 bàn và 2 đôi của mục rất là đẹp, chúng tôi vẫn đang để nguyên mộc. Anh ký luôn ngày đấy, 24 tháng 10, ký chưa, ký bàn này chưa, ký là kỷ niệm 20 năm sau còn nhớ ngày mua. Trên mình chúng tôi đang giới thiệu bộ trường kỳ đục tích Tam Quốc anh khách hàng ở bên Thủy Nguyên Hải Phòng. Ngoài bộ trường ra chúng tôi còn rất là nhiều bộ trường khác như là trường Quế Ngũ Lân, trường Tùng Lộc, trường Bắc Bộ. Xin trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ luôn. Trên này phía ngoài vàng rồi tặng cơ sở